Nhận định bóng đá MU với Villarreal, 2 giờ ngày 27 tháng 5, tại trận chung kết Europa League. Chuyên gia nhận định Villarreal với Man United sẽ không bỏ qua cơ hội này để giành được chiếc cúp vô địch mà họ theo đuổi bấy lâu. Cập nhật thông tin trước trận đấu tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 5 lần ra sân gần đây, Villarreal cho thấy phong độ thi đấu ổn định với chuỗi trận 2 chiến thắng, 1 hòa và 2 thất bại ở mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của họ thi đấu khá ổn với tổng cộng 9 bàn thắng, song hàng phòng ngự vẫn đôi khi vấp phải sai lầm với 6 lần thủng lưới. Với tình hình hiện tại, Villarreal chỉ có thể giành chiến thắng nếu cải thiện được hàng phòng ngự của mình. Bên kia chiến tuyến, Man United cho thấy bộ mặt thất thường với chuỗi thành tích 2 chiến thắng, 1 hòa và 2 thất bại sau 5 lần ra sân gần đây ở đấu trường quốc nội. Theo thống kê, hàng công của đội bóng thành Manchester thi đấu bất ổn với 9 bàn thắng. Trong khi đó, tuyến sau của họ chơi thiếu tập trung và đáng trách khi để thủng lưới tổng cộng 9 lần. Nếu tiếp tục duy trì tình hình như hiện tại thì Man United sẽ tiếp tục hụt chiếc cúp vô địch Europa League. Dựa vào thành tích thi đấu gần đây của mỗi đội, nhà cái châu Á có cơ sở đánh giá Man United nằm trên với kèo chấp 1/2 bàn so với Villarreal. Trận đấu còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 2/1/4 bàn. Thống kê cho thấy, hàng công của cả hai đội đều thi đấu gần tượng trong khoảng thời gian gần đây nên chuyên gia khuyên người chơi cân nhắc đặt niềm tin vào cửa tài. We'll be right back.